Chào tất cả cô chú chị Khang nhé. Em lên sóng hơi muộn cho cô chú chị Khang nhà mình một phôi gốc trắc đỏ đen. Hàng rác còn tươi mà có cục nu rất là to mọi người nhé. Nu. Phôi này 20 cân mọi người. Nu. Chỗ đây là nu, chỗ này là có lõi mọi người. Đây là gỗ. Nói chung là có cục nu rất là đẹp. Phôi trắc nu. Chỗ đây có lõi mọi người, hoàn nó ép phần đá đây nhưng mà nó rơi mất rồi. 20 cân. Em trước mắt em đi kích thước rồi, chính em chỉ cho mọi người những cái chỗ nào nó có vấn đề gì nhé. Chiều cao này được 68 cm. Úi trời. Ngang dưới đây mọi người nhé, đây là chắc được. Từ đây này, từ đây qua đây này. Được 17 cm. Từ đây qua đến điểm phần nu này 26 cm. Từ đây qua đây được 23 cm. Chỗ này được 13 cm. Chỗ đây cũng được 13-14 cm luôn mọi người nhé. Đây, mặt đây nó có bị lủng một xíu, lỗ một xíu nhưng mà lõi này. Để cho mọi người xem. Thì em đã lấy cái rỗ em kiểm tra kỹ rồi, là nó lên đúng đến đây. Em chọc xíu, nó xíu thôi nhé. Nó lỗ nó xíu thôi, lên đúng đây. Nó tầm 25 phân. Đấy. Còn chiều rộng chỗ đây này mọi người này. Từ đây qua này 22 cm này. 21 cm này. Phần đây mọi người này 19 cm này. Lên đây này 15 cm này. Ngang đây 22 cm này. Những cái đầu đây thì nó cũng có lõi. Chiều này mọi người nhé. Chiều này qua đây được 23 cm này. 20 cm này. Cái lũa này từ bên kia sang đây nha mọi người nhé. Cục nu rất là đẹp mọi người. Có cục nu rất là đẹp. Đấy, cho mọi người xem. Đấy, có cục nu rất là đẹp này. Đây, cho mọi người xem cái thằng bé này. Chất vân thì rất là ok mọi người. Chất vân rất ok. Em cắt đi. Cái chỗ này nó bị chút rác mục. Chỉ mục từ đây. Đây lên đến chỗ đây thôi. Lên đây. Còn đâu lên đây là tươi. Đấy. Vì cái phần này nó ngửa đầu mọi người nhé. Đây, sống từ đây. Nó sống từ đây. Đấy, sống từ đây. Đó, cái rũa ở đây. Đây mọi người này. Nó nhỏ xíu thôi. Cái chỗ sâu nhất của nó này. Đây này. Đấy. Đây mọi người nhìn nhé. Lên đây này. Đấy, nó chỉ tầm 25 phân thôi. Nhỏ xíu. Lõi. Cục đây đục thì bao ok luôn mọi người nhé. Cô chú chị thiện chí với phôi nu trắc này lên hệ em thương nhé.